huyện Lai Vung đến chia sẻ đến quý vị một cái hoàn cảnh rất là đau thương. Một gia đình của hai bà cụ hơn 60 tuổi nuôi cháu ngoại, cháu nội từ nhỏ đến lớn, từ lúc 3 tuổi đến giờ, nhưng mà chỉ một phút nông nổi gây rổ hai vợ chồng, cháu đã quyên sinh quý vị. Căn nhà quạnh quẽ, không có tổ chức cái tang lễ nổi luôn, chỉ có một cái quan tài với mấy ngọn đèn heo hút ở trong đó thôi. Đây là căn nhà của bà nội. Bà nội thì hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì bây giờ tôi tính vào bên trong để chia sẻ với chị nha. Cái cọng gì là cột lên chỗ nào? Cột chung cái cây có đóng cái đinh nữa, cột ngay là mấy đồ áo của vợ chồng đó mấy nè. Ừ. Vợ cây nó tháo hả nội? Vợ tháo giục rồi. Là ngồi trên cái bộ dáng này hả nội? Mà cái bộ dáng này trước đó là sát chết không? Cũng vậy nè. Cũng vậy luôn hả? Ừ, cho nay chồng nó ngủ nè. Tại vì tôi nói tôi cũng kỹ, tại vì nó có vợ cái giường này thì chú Út mà thôi nhau rồi. Dạ. Mà tôi không có dám lấy giường này cho nó ngủ, khi bù ngựa là vô cho nó ngủ. Dạ. Ừ. Xót xa quá ha. Tiếc là bà nội. Máng ở đâu cô? Máng mấy cái cây gác ngang vậy nè, bỏ máng vậy nập lên vậy nè, gì nè. Rồi nó ngồi dựa dách vậy nè. Có nghĩa là cái họ dây nập nó chỉ ở cái đít lên chút xíu á. Nói chung này sao á, chứ mà ngồi cái dây máng cổ mà ngồi đụng đít luôn mà lấy ấy thiệt tình. Cái này cái bụng nó thấp sợ nó không đụng đâu. Cái hành động này đó nó nguy lắm. Cái chân mình đụng với đất là đụng gì đâu có kiểu này được. Nó ngồi từ 2 giờ lên gì nè. À, có nghĩa là nó dịch xuống á, cơ nguyên cơ thể nó nghỉ xuống á. Nó ngồi cái dây nó dịch lên đó. Có nghĩa là cô, theo như con dự đoán là cái sợi dây địch mén lên cửa cổ, hai cái chân của con cháu nó mén đây. Nên là cái đít á, nó nặng là cái sợi dây địch nó chì xuống. Nó chì xuống á. Rồi nó mới nghẹt, nó tôi vô là cái nhỡ nằm đây nè. Lúc cô vô là cơ thể của em nó là cứng chưa cô? Chưa, nó còn mềm, chỉ nó đen hai cái môi thôi. Rồi gờ cái ngực nó cũng còn nóng vậy nè. Cái gan Tướng An nó mới hô hấp mà nó không có thở, mà ông Bình Bảnh ông nói sao mạch lạc nó không có, mà chỗ này không có luôn, em gu luôn. Rồi mới thấy gì còn thấy nó còn nóng hổi thôi, đi chở đi bệnh viện người ta cứu được không. Rồi bảnh người ta nói là nó mất rồi. Vậy đó. Rồi tôi thức quá trời, thức chú ơi, con cháu mình thương. Đây là cái bộ dáng hai chồng ngủ mà đã dở ra còn có một tấm cái nhà của gia đình gì chị gì đó. Đây là cái nhà bếp, đây là cái căn nhà của bà nội mà cháu đã ở từ nhỏ đến lớn, vì 3 tuổi thì giờ bà nội nuôi hồi 3 tuổi. Một cái lễ tang rất là hiệu quạnh, không có ai luôn quý vị ơi. Không có tổ chức gì luôn, chỉ có cái hàng vậy thôi. Có quan tài gì rồi đó. Không có bàn ghế, không có gì hết. Chỉ có mấy cái bàn ở cái nhà hàng xóm bắt gì thôi. Có mấy người ngồi gì. Lần đầu tiên mình thấy một cái lễ tang mà hiệu điều mạnh quẻ như này, cái gì không có ai chứ. Không có tổ chức gì hết luôn. Vì gia đình không có tiền đó. Để nhìn cảnh khó khăn về cái đám tang hiệu quạnh như vậy. Chú chào con ha. Dạ, chào mấy chú. Mấy chú vừa nghe có cái thông tin gia đình con có người mãn phần, có lẽ là chồng con phải không? Dạ. Thì con chia sẻ cho mấy chú biết coi cái hoàn cảnh con như thế nào. Con ở nhà này là nhà của ai? Đây là nhà của nội chồng con. Nhà nội chồng. Hai con cưới nhau lâu chưa? Đứa con về từ hôm Tết 28 tới giờ. Tết 28 tới giờ. 28 Tết tới giờ ở chứ không có cưới. Cưới hai con có con nhau chưa? Dạ, con đang mang bầu. Đang mang bầu mấy tháng rồi con? Dạ, 3 tháng gần 4 tháng. Rồi sự việc như thế nào mà chồng con như thế nào? Là hôm qua là ảnh nhậu nhiều rồi, nhưng mà ảnh đòi gọi thêm tách bia nữa, con không có cho. Xong con mới giận. Ảnh cũng cố điện nhưng mà con giận xong rồi cái con mới đi lên kêu thằng cháu đi vô. Rồi cái anh mới đi theo con, anh nói cái gì con cũng không nghe rõ nữa. Rồi con nói giờ mày muốn làm gì mày làm đi. Rồi khi mà cái anh mới chạy ngang anh tán con. Anh có lỗ tai tán con cái. Xong mà con mới giận con chạy qua nhà chị Tư con. Anh kêu con về con không có về. Rồi xong cái anh năn nỉ con.
một hồi cái anh mới nói là mày không về thắt cổ thì chết, là anh đi về là anh nói con thắt cổ chết mẹ cho rồi đi. Xong cái anh về đây nè, rồi cái con đau bụng một hồi, con mới đau bụng, con mới kêu là kêu bên thì cháu con chạy qua kêu anh nhỉ, kêu rồi em chở đi khám, mà bên có kêu anh không có trả lời. Rồi con mới hỏi nội chồng con đâu, rồi nội nội con mới nói là nó ngồi trong buồng á. Rồi con tưởng anh bấm điện thoại anh chơi. Xong cái nội con vô kêu anh thêm một lần nữa là anh cứ ngất, ngất cổ anh chết. Ở trong nhà này luôn hả? Dạ, trong buồng. Là chết, là mất hôm qua hay là bữa nay? Dạ, hôm qua từ lúc 5 giờ chiều. À, chiều qua. Chồng con bao nhiêu tuổi? Dạ, 23. À, rồi con bao nhiêu tuổi? Dạ, con 20. Con 20. Rồi quê chồng con là ở đâu? Dạ, ở đây. Ý chú nói, chú hỏi là đây là bà nội chồng. Dạ. Còn cha mẹ của cha mẹ con? Anh mẹ bỏ anh từ nhỏ, lúc 3 tuổi, nội con nuôi lúc 3 tuổi nhỏ. À, sống nội từ nhỏ. Dạ. Rồi ba đâu? Ba con chồng, ba được chồng con chồng. Rồi ba chồng con chồng đó. Ba chồng nó đi lên chảnh đồng, nó đánh. Dạ. Cha nó đi mặn ở trên. Nói chung là con cứ nghĩ là chồng con nói vậy thôi chứ không có làm cái này. Tại vì nhiều lần anh nói nhiều lần, nhiều lần. Rồi. Anh nói nhiều khi con hỏi, anh nói là anh làm gì nữa là em đi. Cái anh nói em mà đi anh cho cổ anh chết cho em coi, là anh cứ cầm dây nịch là anh ấy, xong anh xong mà con mất chạy hay con cản. Cản xong cái cũng giận hờn, rồi nhiều khi anh năn nỉ con, cũng hai chồng cũng có giỡn này kia nọ. Anh hay năn nỉ cũng có giỡn. Nghe nè, cái của anh ra tầm ơi, nó quất cái của anh mất tiêu ạ. Kế mít anh. Rồi chồng con làm nghề gì? Cũng làm lúa với làm cơm nè, ai kêu gì làm đó. Ờ, còn con làm nghề gì? Mai á, rồi xong con mới bầu nên con mới không có làm gì hết. Rồi quê con ở đâu? Con ở ngoài khu Cái Mít. Hả? Khu Cái Mít. Khu Cái Mít là gần đây không? Vừa gần. Cho chú về này thế. Như vậy là hiện tại con mang thai 4 tháng hả? Dạ, 3 tháng rồi 4 tháng. Rất là đau lòng. Nhà nội của con thì ở đây là có chỉ có cái có ruộng vườn gì không con? Nội con thì đi dốc mũ dốc củi lăn bán. Rồi cha sống. Con thì sao? Cha con làm công việc gì? Cha con thì cha chồng thì ở trên Sài Gòn là. Ở Sài Gòn. Và hay tin anh nhảy mất rồi. Cha con mới chạy về hồi tối được. Anh tán từ lúc 1 giờ. Rồi ba mẹ ruột con có tới đây chưa? Có, sáng có, nhưng mà ba mẹ con vẫn mới về. Rồi cái hòm này là dạ. Hòm từ thiện cho chú ơi. Vậy là điều kiện nhà mình cũng khó khăn ha. Khó khăn lắm mà, mấy chú ơi. Tại vì mẹ nó bỏ nó đi, hồi giác nó 3 tuổi rồi nó sống tôi. Cô là bà nội ha. Nó lớn rồi, ai kêu nó mặn gì thì nó mặn mấy rồi, nó sống ở đây đất với tôi vậy đó. Dạ. Rồi nó mất tới giờ, hôm Tết tới giờ. Hai đứa thương nhau mà ở. Có bầu mà chưa có tiền đấy. Dạ. Cái vợ cái nó buồn, vợ nó dễ sợ, vợ nó đầu đi rồi sợ vợ bỏ cái đồ thắt cổ chết. Trời ơi. Không có chuyện gì xảy ra chứ. Tức luôn nó. Tuổi cũng còn nhỏ rồi cái bồng bột không có. Sợ vợ bỏ đi, năn nỉ vợ không về cái mẹ về tao về tao thắt cổ mà tưởng nó nói gì rồi thôi. Mà lúc mà chồng cuốn bé này là thắt cổ là ở trong tại nhà luôn hả cô? Ừ, trong buồng. Tôi ngồi giống chỗ này, tôi đưa ngoài này tôi đâu có biết đâu. Dạ. Yeah. Cái nghe ngõ cháu nó nhà thầy kêu nhỉ chở gì hàng đi khám bệnh chỉ hai cái là bụng kìa. Cái mới vô kêu nó nhỉ chở hàng đi khám bệnh, nó không có trả lời, tại tao hù mà anh này ngồi sát chết mà tao có thấy nhà dây nó thắt cổ ở đâu. Dạ. Yeah. Cái ngồi đi qua bển cái hai anh nhỉ nãy đó chị hằng gì chị hằng không gì anh nhỉ anh cổ cái yeah. Chị chiếc gì là chiếc gì cái nóng tay kêu nhỉ mà chở hằng đi khám bệnh kìa mà làm mới thấy này là trên cổ nó bỏ sinh giờ nó chơi cầu. Yeah. Ủa mà thắt cổ mà sao ngồi hả cô? Ngồi nó ngồi lại. Nó ngồi nó dựa vô vách gì nè, rồi nó đưa hai vợ lên bụng ngựa gì nè, rồi nó mở quạt gió nữa. Ủa? Ừ, nó vô nó mở quạt gió nữa, thắt cổ mà nó nực nó ngồi nó mở quạt gió mà nữa. Cô là người đầu tiên phát hiện hả? Tôi là người đầu tiên phát hiện, tôi vô kêu nó chở vợ. Dạ. Đi khám nè.
rồi cái vô lần sau nó mới thấy mới tá quạ la làng lên. Dạ. Rồi mấy đứa cháu như thằng em đó mặt đó, nó qua đây nó kiên gàng trước đó, rồi giờ nó cũng còn nóng hổi gì nè. Cái thằng ở bên sông nó nóng ruột, nó bây giờ chở nữa nghỉ đi bệnh viện rồi, rồi còn nước rồi còn tát rồi cứu được không, qua bệnh viện người ta nói nó mất rồi. Dạ. Không cứu được. Lúc mà thằng cháu này nó cô phát hiện đó là nó ngồi dựa vậy nè, tại sao cọng dây đó hết ta? Hả? Cái nhện dây nịt, dây nịt nó để như gì nè, đây nè. À, sắt bằng cọng dây nịt. Ờ, bằng cọng dây nịt nó treo lên gì nè, cái để vô cổ nó gì nè. Nó tôi vô nó trời trời. Nó... Còn ngồi đụng mà sao ấy. Trời ơi. Trời tức. Không có chuyện xảy ra hết trơn mà con cháu mình đâu từ nhỏ đến lớn mà không có bệnh hoạn gì hết trơn. Nó đi chết. Nếu mà ngồi mà đụng dưới vậy tại sao mà gỗ nó bị xiết được ta? Cái cây á, mình hơi độ nó hơi cao. Dạ. Tôi độ chắc nó mới nó thòng vô nó mới ngồi xuống á. Chứ dạ. Nếu mà nó thòng xuống mình chỉnh vụ hay nó chỉnh vụ mình nghẹt cổ nó buông ra ha. Dạ. Nó sao tức trời ơi, chú ơi, nhớ lại cái tàu mình vô mình gặp cháu mình ngồi dưới gồm không phát hiện được không thấy. Dạ. Rồi ra làm sao đi qua bển nói chuyện rồi mấy đứa này hỏi thăm nhỏ này làm sao cái đi về. Đi về mới kêu nó mà kêu nó mà nó không nhúc nhích được, tôi mới nắm tay gì, mới thấy gì dây nằm trên cổ á. Dạ. Yeah. Nếu mà cô phát hiện lần đầu cô biết phải. Cái chuyện đó có khả năng là phải bởi vì phải là nói gặp lần đầu tiên á, yeah. Thấy những dây vậy là la làng lên thôi là mình kéo xuống được ha. Nó ngồi dựa vô gì nè. Giống như nó buồn vợ, dạ, nó buồn giống gì nè. Rồi gì đó. Cái lần đầu tiên với lần thứ hai cô gặp nó cách xa nhau không? Khoảng thời gian bao nhiêu? Khoảng cả nửa tiếng. Ồ, rồi vậy lúc đầu mà hay là còn sống rồi. Tôi ngồi tôi đi giống toàn tay bằng tay gì nè. Ngồi cái thằng nhỏ này nó ngồi ôm bụng bển á. Cái nó hằng của cô đó bụng hay gì. Cái nó mấy nhỏ cháu bển á bà hai kêu nhỉ chở chị Hằng đi khám bệnh. Cái mình vô mình đứng mình kêu là cháu không có lại gần nó nghe. Đứng kêu nhỉ là nhỉ mà chở vợ đi khám bệnh kìa. Nó thinh nó không trả lời. Rồi không để ý tới nữa. Một lần sau nữa đó chị Hằng ra bụng người bà hai kêu em nghỉ chở đi khám bệnh cái vô nhỉ chở vợ đi khám bệnh kìa mà kêu mà nãy giờ không nghe hả, nó thình không trả lời cái nắm tay kéo là thấy sợi dây nịt trên cổ nó. Lúc đó cô la lên hay là tôi tự khiêng ra la lên là cái tôi mới cầm không có đường đâu mở gì được cái mới cầm như nhẹ dịch buông ra lên gì nè dở yeah. Lên cái nó tuột xuống dưới gạch á yeah. Cái cháu luôn qua ẩm xin nó ra đây nè. Lúc đó có ai làm cái động tác hô hấp nhân tạo không cô? Có thằng cứ ngang đó, nó làm gì để cho nó thở mà mạch lạc thì nó không có còn. Nó mất giờ lâu rồi. Nửa tiếng phải lúc đầu mà cô phát hiện là lúc đó đầu gì? Còn sống rồi. Tôi giống toàn tan lâu lắm. Chắc nhau nửa giờ. Chắc nó về vô mụn nó ngủ không biết đâu. Là cháu đó sống với cô từ hồi nhỏ từ 3 tuổi tới giờ hả? Từ 3 tuổi tới giờ. Nhiều cực khổ biết nhiều cái ẩm bồng và giặt quần giặt áo. Vậy cô sống cho cháu còn nội không cô? Ông nội chết mười mấy năm. Dạ, vậy là một mình cô nuôi cháu luôn. Dạ. Vậy khi mà mặn đấy, lúc còn trẻ thì khơi gom cho người ta. Dạ. Bây giờ có xuồng để giấc mũ lai gai, giấc mũ rồi bán củi, bán mũ. Vậy là cô không có nghề hoặc cũng không có ruộng vườn gì hết? Không có gì trơn, người già ai kêu mặn gì đó. Cha dạ. Của cháu này là mấy người con cô? Có mình anh đó đó. Mình anh nói rồi, mà vợ nó bỏ nó mới có vợ khác là hai đứa con nữa. À, vậy con sao hai đứa? Ừ, con sao hai đứa. Rồi khi mà cháu này mất, mẹ bé có biết không? Không, nó đi ba, mà hồi ba tuổi tới giờ nó không về thăm mà không biết ở đâu nữa. Yeah. Mà tội nghiệp mất nó có hoài ngang, nó nói là nó đi tìm gặp mẹ đó. Gặp bà con không nói cho hỏi lý do làm sao mẹ bỏ con, nó hỏi nhiều thôi mà có biết đâu tìm. Yeah. Tới ngày chết không thấy mặt mẹ luôn. Yeah. Dẫn cái xe gì không? Rồi khi nào mới đưa cháu về đây ăn nghỉ con? 2 giờ. 2 giờ chiều nay hả? Ừ. Dạ. Tại vì giờ đá cát mình kêu trễ đó, rồi ta mắc chuyển cái này chuyển cái kia rồi chuyển. Dạ. Nó hơi trễ. Rồi 2 giờ cũng ta có xe ba gác từ thiện, ta lại ta chở đi chôn giùm. Dạ. Cháu nằm gần đây không con? Lúc đó trên Cái Bằng á, cũng tháng 8 chúng mình thi số. Đất đó đất của mình hay đất của? Dạ, đất của ông Tóc nó cho. Dạ. Cái đó là cái nơi cái như là để dành cho những trong thọ tộc an nghỉ ha. Dạ. Con thấy cái gia đình mình giống như là cái có cái hữu sự gì nè mà mình không thấy có tổ chức cái lễ tang gì cô ha. Dạ. Lấy nhau mà không có tiền để cúng phạm. Rồi giác này á
nó mất rồi, không có đồng bạc đồng xu nào hết trơn. Con nhà không hình lắm, vẫn có hình chồng cũng đứng lên là cái mặt còn nó chẹt luôn à. Đúng 23 tuổi mà nó sống trẻ đẹp trai lắm. Dạ. Chị ơi không có được cái lễ tang của gì. Quạnh hiu luôn, có mấy người hiện tại bây giờ là không ai chân luôn. À, đây là căn nhà của bà nội. Tiền mà để tiêu các đá xi măng đó con mình có không? Không, sáng giờ là tiêu thiếu. Dạ. Tiêu thay để gọi đám tính tiền. Dạ. Ở thứ thiện này là ở đây luôn hả con? Cái người thiện ở đây trong chợ. À, cháu trai này là trước giờ là có ở xóm này có xích mích gì không? Không. Chỉ uống rượu rồi thôi à, chứ bạn bè đó ai cũng chơi tốt lắm, nó là người ai cũng xuống địa cũng thương hết trơn á. Con có đi siêu âm có biết trai gái không? Chưa biết à. Lúc mà con có thai đó chồng con cưng lắm. Như thế nào? Con chưa biết, con có may mà chồng con chưa biết gì. Là sao? Mày nói chồng con thì có thương con, mày nói thương con đi, nói gì? Chồng con cưng lắm. Con muốn gì cũng chịu. Vậy là cũng mới giận hờn ra thôi ha, chứ trước giờ thì cũng không có giận hờn gì ha. Trước giờ cũng giận hờn cũng hơn cái này nữa mà không có chuyện xíu. Nhưng con bé này nói là hở ra cái đồi thắt cổ vậy đó hả? Nó nói miệng con nhỏ này bỏ nó thì nó tự giận nó chết. Bởi vậy cứ con bé này cứ nghĩ là nói chơi vậy thôi chứ không có dám làm. Chứ nghĩ là con năm ăn bầu nó không có làm. Nhưng mà anh ngồi đâu nữa cái chuyện đại la đại. Thì trong gia đình mình hiện tại bây giờ cái hàng này là nghe nói là từ thiện hả cô? Rồi cái vấn đề đi chuyển đi đó là mình cũng từ thiện luôn. Chỉ có là cắt đá xi măng làm mồ mả đó là mình phải trả tiền. Dạ. Mà hiện tại thì gia đình cũng không có tổ chức lễ tang luôn. Chỉ có cái đám tang rất là quạnh quẽ. Ở nhà mình không thấy ai luôn, bên kia có mấy người. Dạ. Nếu như vậy thì cô dự định như thế nào cho cái hậu sự của cháu? Cái vấn đề mà bên ba cái vật liệu đó. Vật liệu thì cô bác tấm gì người ta cho đó rồi trả cho nó. Mồ mả này kia là xong cũng trên 10 triệu à. Dạ. Mà hiện tại mình không có tổ chức lễ tang này rồi không có ai mà phúng điếu hết đó. Rồi làm sao mình có được cái tiền đó cô? Dạ. Ta chắc cũng hiểu được cái hoàn cảnh gia đình. Không cho ai lại cũng cho tiền, không cho mã bồ nữa. Chết mà trong túi nó có đồng bạc luôn, cái này không gầy đó, nó bị té, nó chặt cái tay nó chổi vậy nè, rồi nó bị chặt tay nó đâu có nổi, đổi gơ được. Hiện nay là em cũng chưa đi siêu âm biết trai gái luôn hả? Chưa biết ha. Rồi bây giờ là chồng em đã ra đi. Rồi em có tính là em ở đây không hay là em về bên bên ruột em ở? Ủa con chứ? Chưa biết. Khổ này. Nó nghèo còn mắc cái eo nữa ha. Khổ càng khổ nữa. Con cưng vợ dữ lắm luôn mà không biết sao. Bà nội thương cháu dâu không bà nội? Bà nội thương cháu dâu không? Thương. Dạ. Trời nó hiểm gì tôi mua đấy cho nó ăn. Nó dạ. Hành nó đâu có mặn gì rửa chén mà biết nhà gì tôi làm. Nếu thương thì con sống đây với nội cũng dễ rồi. Bà nội thương thì dễ. Nữa là nghĩ là đẻ con rồi tính cách nghĩ nó bự thì đi làm lại mua con. Dạ. Bà nội cũng già rồi. Bà nội năm nay mấy mươi rồi bà nội? 66 tuổi. Mà bà nội cũng không có thu nhập. Bà nội thu nhập thì cũng ít nữa. Hồi nãy bé này nói là cô hàng ngày là cô đi bơi dưới xuồng, vớt mũ. Dạ. Nói chung là vớt phế liệu dưới sông cái gì thấy gì vớt nấy. Dạ. Cái nọ đó 4 năm ngày cái bán được 10 ký cái được 50 ngàn. Trời ơi, 4 năm ngày có 50 ngàn hả? Nhỏ. Thấy củi thì vớt củi về chậm. Củi bán. Dạ. Yeah. Cái căn nhà này thì mình cất ở trên đất nhà hả cô hả? Đất nhà, đất của mẹ.
Dạ. Mình có diện tích nhiêu đây thôi là hết hay là còn nữa không? Dạ. Từ hàng rào đó qua hàng rào này ha. Dạ, bên đó mới dắt, bên này mới dắt. Dạ. Vậy là em sống đó giờ với ngoại không ạ? Sống với nội. Với nội ha. Nội chồng. 3 tuổi giờ con nhỏ này với thằng này với thằng cháu tôi là mới gặp hôm Tết tới giờ. Mấy ngày trước tôi kể cháu thì sao đó cô kể cho anh em biết cô. Tôi nghe nói đi ra ngoài về vợ đó, nó mượn xe ổng, rồi nó trả xe ổng mà cái ổng đưa nó về, cái nó cha đưa con về đằng này mốt cha khỏi đưa nữa. Giờ ổng đâu có biết mà nó nói như vậy là sao đâu. Nhiều lần rồi ha. Ừ. Mà không biết lý do sao có ai làm gì đó đâu. Rồi nó chưa có vợ nó đi chơi cũng gầy lắm nghe, hồi nó có vợ rồi tôi mừng. Ăn cho nó đồng cái cuộc đời đó mà ăn nó không ăn chơi nữa, không có la, không có gầy nó hết trơn á. Rồi hai lần trước là cũng cầm dây cũng định cầm làm dây, như cầm vậy. Cầm dây thì thắt chịu giọng rồi mình biết mình chạy theo mình can nó, còn giờ nó không biết. Cũng như cản lại ha. Ừ, cản lại đi kiếm nó. Là hai lần rồi ha. Ừ, hai lần rồi, còn lần này nó vô buồn nó làm gì mình đâu có biết gì đâu, không hay. Như lần này vô buồn cũng như mình tưởng là vô ngủ hay gì ha. Ừ, tưởng là xỉn ngủ vô ngủ thôi. Vậy là trước giờ cháu có hành động mà thắt cổ mấy lần rồi cô? Ừ. Nó buồn nó gì nè, nó cha nó có vợ rồi mẹ nó bỏ rồi không ai ngó ngàng của nó hết trơn á. Ừ. Nó buồn, nó tuổi rồi, nó rồi hồi đó con còn nhỏ con không làm ra tiền. Bây giờ con lớn làm ra tiền, làm ngày con 10 ngày con tuổi gì nữa. Rồi con gắng làm dương lên nữa, không có vợ nó làm ăn ai không vậy. Nó nói cách nó nói cha mẹ nó bỏ nó không ngon. Thường thân. Thường chồng em tâm sự với em sao? Nó nói gì vậy? Nhiều khi lớn lên. Nhiều khi trong buồn em tâm sự có gửi với em, thấy là anh làm em khổ rồi em có buồn thì nó không có thân. Nó là vậy, em ở nhà này không sợ khổ với chân á. Nó ơi nó khóc. Rồi nó khóc. Nó xin lỗi nha, vì anh làm em khổ nhiều khi nọ. Nó nói gì nè, nó nói anh biết em ở nhà là em thiệt thòi đủ thứ trơn á. Có buồn không nhỏ, hỏi nhà này có buồn không nhỏ, này không chấp nhận thương em đây không có buồn. Tại gia đình nghèo không có lo được bằng ta ha. Ừ, không có lo nên là sợ vợ buồn ha. Gì mà không có mua được cơ bông cho vợ. Nhiều khi là anh nóng lên lại tự quýnh mình chứ không quýnh con. Tự quýnh mình luôn. Tự đánh hồn, tự quýnh mình. Mà không biết là sao hôm qua thì con nợ lại cứ lỡ tán con. Tán là mình tán mình. Chắc cũng như tán đó là lần cuối rồi đó. Cho em bớt đau á, cho em hận á. Rồi lúc mà giờ bà nội gặp đó, rồi em chạy vô em thấy cảm giác làm sao? Là em đứng tìm chuẩn bị luôn rồi. Bị tại chỗ luôn ha. Nắm tay rồi em nói là đã mang con đó kia thì nó đó là em ấm ra tới đây là mô xanh giờ nó chơi. Bồng bồng em ở đây luôn ha. Không nghĩa là cháu này mất lâu lắm rồi nên là cái môi nó mới xanh vậy đó. Ừ. Mấy tiếng. Tại vì tôi ngồi vậy, toàn phan phan cứ tưởng nó vô mụn ngủ không à. Hồi cái gặp nhỏ này nằm ôm cái bụng bể, nó hàng của con nó bụng hay gì. Cái nó nhỏ mấy nhỏ nhà cháu nó nói mẹ kêu anh Nhĩ chở chị Hằng đi khám bệnh kìa, chị đau bụng. Cái kêu nó thì nó không trả lời, mình không có nghĩ là nó thắt cổ mà đâu có thấy vậy dây gì đâu. Tại vì sát chết mà trong buồn nữa mà nó kéo video bích dịch nữa, mà mở quạt gió nữa. Cái đi vô lần sau nó không nhúc nhích, nó không trả lời, mới nắm tay nó, mới giật tay nó, mới thấy dây nịt trên cổ đó. Tá quá lâu. Tức quá trời, tức chú ơi, nhỏ qua. Phát hiện trước đó mà. Cơm mà sáng đêm nay là thức trắng luôn, không ngủ luôn đó. Nó phải mình chữ đó, mình đuổi đó, mình làm gì, nó tủi thân, nó chết, không có gì, mình không đuổi, không la, không nói gì trơn đó. Nói chung bình thường ha. Ừ, chỉ bình thường, chỉ buồn, vợ đang nỉ không về, cái gì tự thắt cổ mình chết. Lúc đó con gái đi đâu mà năn nỉ không về? Nó bên nhà chị đó bả đó, rồi nó kêu về với nó mà nhỏ này dặn không kêu về. À, ở nhà gần bên đây thôi ha. Ừ, sát dạ. Bên đó. Thôi thì chúng cháu cũng chia buồn cùng gia đình cô. Rồi con gái thì cố gắng vượt qua con ha. Biết rằng là ra buồn đó, nhưng mà mình cố gắng vượt qua vì con của mình, cố gắng sống cho khỏe cho tốt vì con của mình. Có dự định lâu rồi thì cũng khó. Thường mấy cái trường hợp mà có dự định thất cổ nó nguy lắm. Thực tình không biết cái gì chứ mà dòng họ đâu có ai mà như vậy đâu. Em nói tên gì vậy bà? Tên Nguyễn Tấn Nhĩ. Nguyễn Tấn Nhĩ. Nguyễn Tấn Nhĩ. Nguyễn Tấn Nhĩ. Nguyễn Tấn Nhĩ ha. 23 tuổi.
nhìn còn rất là trẻ luôn, nói chung là cái đường đời còn rất là dài. Trẻ măng mới 23 tuổi mà. Cái đường đời còn rất là dài nhưng mà do cái suy nghĩ nó hơi bồng bột như thế nào. Bồng bột quá, bà nội nuôi từ nhỏ lớn thiệt tình. Chết rồi á. Bà nhỏ này nó chỉ nói vậy thôi, phải nó buộn đồ đi, nó bỏ mình làm gì không nói gì đi. Mình chỉ như giận nhất thời thôi. Tội gì phải chết. Không, nhiều khi em nó đã mất cái tình thương của cha mẹ rồi. Bây giờ có vợ, có vợ, tình thương nó dành cho vợ mà mình nghe nói vợ như vậy á, thì em cũng tủi. Tủi thân á. Nhưng mà cái đây là những cái hành động giận hờn vu vơ thôi. Bé này cũng đi qua bên kia nhà gần đây hả cô? Nói chung là tại vì em trai này cũng hơi bồng bột quá. Nó nghĩ quẩn. Tại vì bà nội nuôi từ nhỏ tới lớn mà. Hai ba lần, hai lần rồi lần này lần thứ ba. Có cái hành động gì đó là nó nguy lắm. Có cái chối rồi, cái là chăn chối như là cái điểm báo rồi. Lần thứ ba đi luôn. Thôi bà nội với em cũng cố gắng lên ha. Nói chung thì em nhỉ thì cũng đã đi rồi. Thì mình cố gắng lên. Cha mẹ nó mãi cũng nghèo. Rồi cha nó đi bằng thành phố vất vả cũng nghèo. Rồi nữa đẻ con ra đây rồi không biết làm sao rồi. Khổ đủ thứ cho mà kể đi trời xanh thì dữ như sao vậy. Dạ con cũng xin chia buồn cùng gia đình cô, cũng như là chia buồn với con ha. Thì bây giờ cái chuyện này nó cũng đã xảy ra rồi, cho nên là con phải cố gắng giữ gìn sức khỏe để lo cho đứa con mình sau này ha. Thì hồi nãy giờ mấy cô mấy chú đến gia đình, cũng như là gia đình chia sẻ cái hoàn cảnh gia đình con cũng rất là khó khăn. Khi mà chồng ra đi thì hiện tại bây giờ cũng không có điều kiện để lo cho cái đám tang cho cháu. Thì chú trích ra số tiền để một phần nào đó để hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu, cũng như là lo mồ mả cho cháu hả cô? Dạ, con trích ra 4,5 triệu. Sau đây là danh sách từ Quỹ Mạnh Thường Quân. Chị Lệ ở Mỹ 500.000, chị Thảo Trương 500.000, Ca Thi Dung Trần ở Mỹ 500.000, Châu ở Mỹ 500.000, Yến Trần ở Mỹ 500.000, Mạnh Thường Quân dấu tên 2 triệu, tổng cộng là 4,5 triệu để chú gửi. Này cô đếm đi con. Chú được cho nội con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tờ. Rồi con có cảm ơn gì? Thay mặt mấy chú mấy cô Mạnh Thường Quân này con rất cảm ơn mấy cô mấy chú rất là nhiều. Con không có gì hơn, chỉ biết cảm ơn thôi. Dạ. Rồi con có cảm ơn gì mấy cô mấy chú không? Chú giúp đỡ gia đình. Hơi lớn hơn con. Cố gắng vượt qua nha. Thì thay mặt gia đình bé cũng như là bà nội của bé, cháu tên gì cô? Nhí. Cháu tên Nguyễn Tấn Nhĩ. Nhĩ. Thì Minh Kha rất là cảm ơn tất cả Quý Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ số tiền để gia đình lo hậu sự cho cháu Nhí. Xin chúc tất cả mọi người sức khỏe bình an, ngập tràn hạnh phúc. Rồi. Chúc mấy chú mấy cô đi về cũng đi sao vậy mà khỏe mạnh mà ngang cũng đâu được đó nha mấy cô mấy chú. Dạ dạ. Cũng vừa chia sẻ đến quý vị cái hoàn cảnh thương tâm của một gia đình rất là nghèo. Thì Kính cũng xin thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn đến tất cả các Mạnh Thường Quân đã chia sẻ yêu thương đến cho gia đình của bà cụ để cho gia đình có cái chi phí mai táng cho cháu. Xin chúc cho tất cả các Mạnh Thường Quân thật nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Xin chúc sức khỏe và niềm vui trong toàn thể mọi người. Xin chào kính chào, khép lại video đây.